Thôi, cả rốn như kia. Vào cùn quá. Kỹ thuật kém thì đổ tại rau cùn đấy. Thanh niên vặt bưởi không biết vặt gì này. Kỹ thuật kém là đổ tại rau cùn đây này đấy. Bưởi này là cứ một quả mua tại vườn là 10.000, về Hà Nội bán 25.000, trừ tiền xăng xe là 3.000, như thế là mỗi quả lãi 12.000. Nếu mà 10 quả lãi 120, 100 quả lãi 2, nếu mà một ngày mà bán 1.000 quả thì là lãi 2 triệu. 100 quả là 2 triệu. 100 quả 2 triệu à? Vừa nãy anh bảo 100 quả, cả vườn này 1.000 quả thì là đã lãi 12 triệu. Là bằng lương của một đồng chí trung úy, à không, thượng úy, bằng lương một thượng úy thâm niên hơn 10 năm. Vật đến 5 quả.